Đây. Ê, lưới dính luôn rồi hả? Mi đứng đó, mi không có lội nha. Cá gì? Cá mèo Vinh. Đấy lên. Anh lên. Đấy đâu, cá mèo Vinh đâu rồi? Đâu? Ai được một con. Không nước chưa? Trời ơi, cái thịt chết luôn rồi. Để lâu quá chết queo luôn rồi các bạn ơi. Như vậy hai có nướng nướng luôn ha. Nước cua thì được con đó nghe. Vậy đứng lên quay mẹ ra, đứng lên. Không muốn với mẹ mày. Không được, nước sâu lắm. Đứng xa xa ra quay mẹ với Tăng. Đứng sát trong đó. Ừ. Đâu có không? Không muốn luôn. Cuốn luôn hả? Quá dính cho cá sặc luôn. Ừ. Cá sặc luôn. Quá nhiều luôn rồi hả? Đây cá sặc này bác sóc. Đấy, ở đây là muốn không? Muốn không? Đấy. Đây, bỏ vô. Thấy rồi. Giờ đi tiếp nghe không? Ok, dính rồi. Quá trời luôn. Dính được có 4 con rồi các bạn ơi. Hai gương. Nó vậy. Tay đầu rồi. Con tay đầu đó. Ờ. Dễ cầm vậy. Đây. Còn sống luôn. Thôi không được, lúc đầu á. Cá bắn đâu? Mẹ đưa con làm. Nè, rồi. Được không? Buông cái hao đi. Được không? Ngâm gì mà không dính ta. Quậy thì nãy giờ dính mà. Đau, đau tay quá. Bước luôn đi. Số cá ông làm. Ông làm. Ở đây mẹ. Đợi đi. Nè. Cầm ơi. Cầm tao, quay bảy tao. Đây, nha các bạn, gâu 11 con. Có thể là đây, bỏ vô. Bắt cá lồng gồng không? Bắt cá hả? Bắt cá lồng gồng. Ừ, chút xíu mẹ lấy gỗ mẹ xúc cá lồng gồng về nuôi ha. Ê, bố cá. Con cá nó rỉ ở đây, gỗ đây. Cá lồng tông. Thằng quỷ ỉa. Rồi lấy gỗ xúc nha. Dạ. Ừ. Lấy gỗ xúc. Rồi. Là ít cá rồi mà ta lưới dính có 4 con cá. Bậy quá trời, nó nhát nó trốn hết rồi. Nè dĩ vô đây quay mẹ xúc mấy con cá một tầm về nuôi ra. Đứng lên coi. Đây xúc nha. Tiếp. Được. Quá nhiều rồi hả? Dính cá sặc rồi, dính cá sặc rồi. Dính cá sặc rồi hả? Phải chậu nữa. Đâu đâu. Đây. Đây. Thấy không? Nè, cho cái bé sóc coi nè. Đây, cho bé sóc coi ơi. Được thôi, được. Ra đây. Ra đây mới thấy được chứ. Thấy chưa? Anh nhìn nó thấy anh mới chịu à. Rồi, bỏ sâu đi. Cá sặc con. Rồi, bỏ hao nè, đưa anh bỏ hao đi. Cho nó sống đi về mình nuôi. Ừ. Cá sặc con. Bỏ vô. Nè, thôi tay rồi. Rồi, đây. Đưa đây, đưa gỗ đây mẹ xúc nữa nè. Ở đó, cái gì? Cái gì? Ê, kìa. Bày cá ông tông luôn các bạn ơi, nó nổi tà le hết trơn luôn mà bắt đâu có được nó. Cá mày vậy á. Rồi, Dĩ đây này. Dĩ. Dĩ ơi, dạ. Quay đây quay cho mẹ xúc coi. Anh đang xúc cá, nó màu vàng đó. Cái vàng Cầm ơi, đứng trên đây nghe ngắn cho mẹ ơi. Cái gì? Ở đây, ở chừng có cá gì? Đó, cá gì mà vàng? Cái ông tông. Cái ông tông có vàng. Dính, dính chưa? Cái cá sẽ có chạy trên. Đấy, ai dạ. Ok. À, sắp nữa, cái lồng tông có vàng hơn. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Rồi, hơi lên đi.